Xây một căn nhà ở trên đất liền, đó là điều thường tình diễn ra hàng ngày rồi. Ngày hôm nay mình sẽ xây một căn nhà khổng lồ, lênh đênh trên biển. Đã thế nó lại còn là màu hồng. Đừng ai hỏi mình vì sao có ý tưởng điên rồ như vậy. Thực ra chả có gì cả. Do mình đi du lịch nhưng không may mắc kẹt trên biển, cuồng tay, cuồng chân. Thế là mình xây thôi. Mặc dù ở trên biển nhưng mình rất đầy đủ tiện ích. Có cả tivi này, tủ sách này. Và để có được căn nhà như thế mình cần phải vất vả lao động chân tay. Đầu tiên chúng ta cần phải xây nền nhà trước, loay hoay mái. Cuối cùng mình cũng đã biến từ một tấm ván nhỏ thành một tấm phản lớn. Nó y như một cái nền. Bây giờ chúng ta cần phải bao quanh khu này bằng những tấm gỗ chắc chắn nhất. Ok, thế là đã xong rồi. Bây giờ chúng ta cần phải chia phòng ra thôi. Đã là nhà thì chúng ta cần phải có phòng ngủ, phòng khách. Và tất nhiên không thể thiếu đó là nhà vệ sinh rồi. Mình sẽ làm phòng khách đầu tiên. Mình sẽ bao quanh khu vực này bằng gỗ lim các bạn ạ. Ok, hoàn thành rồi. Chúng ta sẽ vào xây tiếp theo nào. Bây giờ mình sẽ để hai cái tủ sách ở hai bên và hai cái tủ nhỏ trưng bày, một cái tivi ở giữa. Đã là phòng khách thì phải có ghế. Bây giờ mình sẽ mua hai cái ghế sofa để đây. Ghế không đẹp nhưng mà thôi cũng được. Đi đôi với ghế đó là bàn rồi. Xây luôn hai cái bàn ở đây đi. Ok, thế là xong bàn với ghế rồi. Bây giờ mình sẽ đặt một ít đồ trên tủ để trưng bày. Thế là hoàn thành. Vì mình đã setup đồ trong phòng khách rồi, thế nên mình sẽ xây luôn nền để che cái phòng này lại, để lỡ có mưa thì đồ mình vẫn không ướt. Do tham công tiếc việc, thế nên là mình đã xây luôn hẳn tầng 2 luôn rồi các bạn ạ. Làm việc cả ngày lẫn đêm. Thế nên là bây giờ chúng ta sẽ setup các phòng luôn. Đầu tiên mình sẽ làm phòng ngủ trước, chia ngăn phòng ngủ ra. Và đã là phòng ngủ thì phải có giường. Mình sẽ đặt một cái giường ở đây, hai người ngủ, tông là màu trắng. Sau đấy là thêm một cái cửa sổ nó gió lùa vào. Đây, cơ bản cũng đã xong rồi. Bây giờ thêm một cái tivi để sau này buồn mình còn xem Netflix chứ. Mình sẽ đặt cái bàn gần cửa sổ để làm gì các bạn biết không? Để mình build một cái máy tính ở trên đấy. Sau này buồn còn chơi LOL Liên Minh Tốc Chiến đấy chứ nhỉ. Ok, thế là xong rồi. Một góc làm việc vừa đẹp vừa chill. Tiếp theo là mình sẽ xây một cái tủ sách ở đây để sau những giờ chơi game cực nhọc thì mình sẽ đọc sách để giải tỏa tâm lý. Ok, thế là được rồi. Thế là hoàn thành rồi. Bây giờ mình sẽ lắp cái điều hòa ở đây. Điều hòa nhà mình ở đầu heo các bạn ạ. Ở bên này thì mình đóng thêm một cái bàn, một cái ghế. Sàn này thì mình lót bằng tấm thảm hoa văn các bạn ạ. Ok, hoàn thành rồi, khá đẹp rồi. Nhìn phòng ngủ cũng ra gì và này nọ phết đấy chứ nhỉ. Trên bàn mình sẽ để một cái ấm nước và một cái cốc để uống. Tiếp theo mình sẽ treo tranh ảnh lên. Đây là ảnh ngày xưa mình chụp đấy. Ok, được rồi, bây giờ chúng ta sẽ bắt tay vào sơn thôi. Mình sẽ sơn màu hồng hết luôn. Không chỉ là căn phòng này sơn màu hồng mà cả ngôi nhà này mình sẽ sơn bằng màu hồng hết luôn. Ngay cả cái bàn, cái tủ, tất cả đều màu hồng. Bây giờ chúng ta sẽ set up phòng ngủ tiếp theo thôi nào. Riêng phòng này mình sẽ set nền nhái quanh phòng luôn. Tất cả xanh đỏ tím vàng đều có nha các bạn. Và tất nhiên là mình sẽ lắp thêm một cái điều hòa. Điều hòa này sẽ mang hình thù của một con hươu. Ok, cũng là giường trắng và mình sẽ để hướng này. Tất nhiên là cũng sẽ có tivi rồi. Cơ bản là đã xong hình thù rồi. Bây giờ chúng ta cần set up một số đồ trong này nữa là ok. À quên mất, đó là phải lát nền. Ok, lát luôn cái nền này. Đấy, cửa sổ cũng là màu hồng nốt luôn. Tủ đồ cũng là màu hồng luôn. Mình sẽ để tủ lạnh trong này luôn, để có ăn uống gì ăn luôn. Và không thể thiếu đây là một cái ghế và một cái bàn. Ok, hoàn thành rồi. Phòng này phong cách chill chill nên mình sẽ để cái ly ở đây. Phòng này cũng to đấy, thế nên là mình sẽ ngăn cách ra phòng ngủ riêng. Ok, hoàn thành rồi. Thế là cũng xong căn phòng ngủ thứ hai. Đấy, các bạn thấy căn phòng này như nào? Cũng được cái chứ nhỉ? Có thiếu gì đâu. Ok, bây giờ chúng ta sẽ làm nhà vệ sinh thôi nào. Nhà vệ sinh thì mình chia riêng ra, một bên là để tắm, một bên là để phòng tắm nó to hơn một tí. Có cả bồn rửa mặt này, có cả máy giặt này, có cả gương này. Nói chung là đầy đủ hết đấy chứ, không thiếu gì đâu. Nếu mà bảo thiếu thì mình nghĩ là trên biển này mình chỉ thiếu mỗi tiền thôi. Ok, thế là xong nhá. Được rồi, đây chúng ta sẽ làm phòng ăn đi. Nói chung có cái bàn, cái bếp với cả điều hòa là được rồi. Đây là cá mình săn được nhá các bạn nhá. Ok, thế là xong. Bàn có tí đồ ăn, xong luôn căn phòng bếp nhá. Bây giờ chúng ta sẽ làm setup ở tầng 2. Đây sẽ là những tấm phản đầu tiên ở trên tầng 2 này. Ok, được rồi, bây giờ chúng ta sẽ bao quanh bằng gỗ thôi. Ở tầng 2 này thì mình chỉ setup là những cái căn phòng để mình chơi thôi, để mình nghiên cứu thôi. Đấy, căn nhà khổng lồ của chúng ta ở trên biển đấy. Căn phòng đầu tiên mình làm là vào ban đêm các bạn ạ. Và mình sẽ xây một quán net ở trên này luôn, coi như là anh em nào đến chơi còn ngồi chơi chứ đúng không. Mình set tầm khoảng 10 máy nhá các bạn. Ok, xong bàn rồi, bây giờ chỉ cần đặt máy lên thôi. Đầu tiên chúng ta sẽ đặt màn hình lên thôi nào. Tiếp theo đó là bàn phím, tiếp nữa đó là CPU, và cuối cùng là lót chuột và chuột các bạn ạ. Gian này thì mình có tầm khoảng 10 máy, build thì cô y 10 thôi các bạn ạ. Ok rồi, bây giờ chỉ cần lắp thêm ít cái điều hòa trong này thôi. Điều hòa bên mình là điều hòa đầu hươu nha các bạn nhá. Tiếp theo chúng ta sẽ làm căn phòng đọc sách các bạn ạ. Đã là phòng sách thì phải có tủ sách. Mình sẽ bao quanh khu này bằng tất cả các tủ sách của mình luôn. Và tất nhiên phòng đọc thì phải có cái bàn, cái ghế để ngồi đọc. Ngoài ra thì treo một vài bức ảnh đấy cũng được cái chứ. Trên bàn thì có cái ly, cái cốc để uống nước các bạn ạ. Đọc xong thì mỏi mồm quá thì thò tay vào cầm cái ly uống nước luôn. Ok, thế là xong phòng sách nhá. Căn phòng tiếp theo đó là phòng trưng bày. Tất cả những đồ mình săn bắn được, mình nhặt được, những đồ cổ mình sẽ đều để đây. Giống như kiểu là đầu hươu này, đầu heo này, đầu cá mập mình
mình mới săn được này. Rồi các công cụ như là radio các kiểu chẳng hạn. Tổng quan căn phòng nó như thế này. Căn phòng tiếp theo là mình sẽ nuôi những cái sinh vật kỳ bí trên biển, con ký sinh trùng hoặc là những con cá, những loài đột biến gen mình sẽ nuôi ở đây. Tổng quan căn phòng này nó chỉ thế thôi các bạn ạ. Đây sẽ là căn phòng đồ ăn, thức uống, nước ngọt, coca, bia, bơ húc, tất cả đều có ở căn phòng này. Nhìn cái hũ này là biết uy tín liền. Và đó là căn phòng đồ ăn 1.000 năm của mình. Và tiếp theo chúng ta cần phải lát nền cho tầng 2, cũng là tấm vải đấy thôi. Rất là nhiều hoa văn kỳ cục nhưng mà nó đẹp. Xong rồi các bạn, cuối cùng cũng lát xong rồi. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ làm nền mái ở tầng 3. Tất nhiên cái nền này chúng ta chỉ lắp mái ở đằng trên thôi. Đây là mái nhà của chúng ta. Mình thì không biết gỗ để làm mái nhà này nó có bền không, nhưng mình nghĩ là cũng ok đấy. Được rồi, làm thêm mái tiếp theo thôi nào. Làm từ sáng đến chiều, từ chiều đến tối, cuối cùng cũng gần xong rồi các bạn ạ. Đây rồi, còn hai miếng lớp cuối cùng nữa thôi. Ok, thế là xong phần mái nhá. Công việc tiếp theo của chúng ta đó là xây toàn bộ ngôi nhà này thành màu hồng. Tiếp theo nữa là mình sẽ mở rộng thêm cái phần trước nhà của mình. Nãy giờ sơn nhà mà quên sơn mái các bạn ạ. Nên bây giờ mình sẽ phải lên để sơn mái. Sơn buổi tối này nhìn hơi rén đấy chứ, hơi ngợp đấy chứ. Ok, thế là gần xong rồi. Chúng ta cần phải xem qua tổng thể màu hồng hết nhá. Bây giờ chỉ cần làm sân nữa thôi. Thiết kế một cái sân to, rõ ràng là được. Ok, gần xong rồi các bạn ạ. Cầu thang lên đây, lướt xem tí xem nào. Ok, đó cũng hợp lý đấy chứ. Nhưng mà chắc là phải sơn màu đen cho nó thành Blackpink ấy chứ nhở. Đây chính là khu vực mình chia ra. Đây có thể là bể bơi nha các bạn. Ô, cá bao vào. Đấy, bể bơi và khu câu cá. Nói chung là cũng được. Mình làm như kiểu một cái mê cung ở trên này luôn ấy. Sân nhà thì mình cho mấy cái bàn ấm trà uống nước các kiểu. Đây như kiểu quán cà phê trên biển luôn ấy các bạn. Sau khi mà uống trà mỏi mồm rồi thì qua đây sẽ có bể bơi. À, phòng sông hơi chứ nhở. Đây, khu vực này là khu vực câu cá, thế nên là mình sẽ để mấy cái ghế ở đây cho anh em cần thủ là ngồi đây cả câu cá cả ngồi ngắm biển luôn. Đá là Blackpink thì bây giờ chúng ta sẽ phải sơn tất cả thành màu đen hết. Đây, khu vực này. Ui, được rồi các bạn ạ. Khả năng là nhìn cũng ok đấy chứ. Rồi, tiếp tục sơn màu đen thôi nào. Phải sơn nhanh thôi các bạn. Trời sắp tối rồi, chúng ta sẽ sơn ở quán cà phê màu đen này. Ok, gần xong rồi, cố lên nào. Cơ bản là xong ở phía trước mặt rồi các bạn ạ. Bây giờ chắc là chúng ta phải quét qua phía sau nhỉ. Đấy, 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 đấy. Đây là góc nhìn phía sau, ok. Nuôi cá mập ở đây hay sao nhỉ. Đây, mình sẽ cho các bạn xem tổng thể bao quát ở phía ngoài ngôi nhà nó như nào. Đen hồng nhá, ok chưa, hợp lý chưa. Xem ngoài rồi, bây giờ đi vào trong xem nhỉ. Xem nó có những cái gì. Đấy, tất cả khu vực này mình đều có lan can nhá. Rất tiếc là lan can không sơn màu đen được các bạn ạ. Đây, khu vực cà phê thì không có gì. Uống cà phê, uống nước mỏi mồm thì qua bên này sông hơi. Đây, phòng khách thì như này. Đấy, còn nuôi một con ký sinh trùng ở đây. Đây, cửa sổ các kiểu, âm nhạc, tivi nhá. Đấy, cái đầu xanh này là điều hòa nhá các bạn. Chứ không phải là đầu cá mập đâu. Hình hài cái điều hòa là cá mập đấy. Bây giờ chúng ta sang phòng ăn nhá. Phòng ăn thì chả có gì. Cá này thì mình mới săn được. Đây, đang để treo đây, gác bếp đây à. Đây, ly pha cà phê. Đấy, điều hòa đây, tủ đây. Rồi, tiếp theo là phòng tắm. Đơn giản thôi. Đây, cả đồ đạc mình để đây. Tiếp theo là chỗ đi ỉa. Chỗ đi ỉa thì đây. Ok, lướt qua phòng ngủ phát rồi lên tầng nhá các bạn nhá. Đây, phòng ngủ đầu tiên này. Tranh ảnh này, cốc nước này, bàn này. Các kiểu tất cả màu hồng này. Được chưa, có view hướng ra biển này. Mà nói thật ra là ở đây toàn view biển hết đấy chứ nhỉ. Đây nhá, điều hòa này. Điều hòa là đồ con heo này. Một dàn máy tính để ngồi làm việc, có cửa sổ này. Ok, tất cả mọi thứ đều trong tầm ngắm hết rồi. Phòng tiếp theo thì mình có chia ra ngủ riêng với cả ngồi chiêu chiêu riêng. Đây, còn ngồi chiêu đây, đi nước đây. Máy phát nhạc, ảnh mình chụp ngày xưa đi biển đây. Thời còn chưa lạc, ở trên biển là có ảnh đấy. Đấy, phòng này thì hơi âm thanh ánh sáng một tí. Đèn các kiểu đấy, âm nhạc bay lắc quẩy kiếc là ở phòng này. Còn đi vào ngủ thì trong này có một cái tủ lạnh, cái điều hòa, một cái giường, một cái tivi, ngồi xem Netflix. À, ok, xong phòng ngủ thứ hai nhá. Bắt đầu lên tầng thôi các bạn. Đây, căn phòng đầu tiên là căn phòng trưng bày đồ cổ. Đây là những cái con vật mình đã săn bắt được. Con hươu này. Đấy, đầu hươu này, đầu lợn này. Đây chắc là lợn rừng hay sao ấy nhỉ. Đây, máy phát nhạc, radio. Đây toàn là đồ cổ đấy các bạn ạ. Đây nhìn quanh nhá, cá mập này. Con này thì mình mới săn được năm ngoái. Con này thì mình mới săn vừa rồi. Mới bắt được, chặt đầu để đấy luôn. Còn đây là ảnh. Đây đây, trưng bày đồ cổ thì có thế thôi các bạn ạ. Bây giờ qua phòng sách xem nó như thế nào nào. Đây, tất cả đều màu hồng. Đấy, có ba cái ảnh trưng bày. Đọc sách chán chê, mỏi mồm các kiểu rồi thì qua bàn này ngồi uống trà, uống nước. Đây, nước để đây. Đấy, căn phòng sách. Anh em nào đến chơi thì ghé qua nhé.
Đấy, căn phòng này thì mình nghĩ là thằng nào cũng thích. Full điều hòa, tứ phía luôn, 10 máy. Đấy, phòng net riêng ấy, tầm khoảng 10 máy là 10, 10 ông chơi. Liên minh các kiểu là có hết. Đấy, chỉ cần ngồi vào chơi thôi. Đây cũng là phòng tâm huyết nhất của mình. Ông nào mà lạc trôi là đến đây cho ngồi vào chơi điện tử với mình luôn. Đấy, ở với mình luôn. Phòng này thì ông nào không phận sự thì miễn vào. Thì phòng này phòng nghiên cứu của mình. Vi sinh vật, các loài động vật quý hiếm, những loài cá đột biến gen, thằn lằn đột biến gen là ở đây hết. Cuối cùng là phòng đồ ăn. Đấy, những cái thùng này là bia, nước ngọt, Coca, bồ húc, Pepsi, các kiểu trong này hết. Đồ ăn nhanh, đồ ăn chậm. Đây là khu mà coi như là đồ ăn cả 1.000 năm của mình ấy, không bao giờ hết. Đây chính là căn phòng khổng lồ mang phong cách Blackpink, màu hồng đen, lênh đênh trên biển. Mình đã thực hiện ngôi nhà này trong vòng 15 ngày mới xong các bạn ạ. Thế nên là nếu các bạn thấy video này hay thì nhớ cho mình một lượt like, một lượt đăng ký kênh và nhớ là comment ở phía dưới video để mình làm thêm những cái thử thách khác nha.